Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu chính trường Ba Đình còn trao đảo đến đâu nữa? Ngày 20 tháng 10, luật sư Vũ Đức Khanh có bài bình luận nói trên, đăng trên thời báo chấm đề. Sự bất đồng nội bộ giữa việc duy trì mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc và Nga và xu hướng gia tăng hợp tác với phương Tây là một trong những lý do khiến tình hình chính trị ở Ba Đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những sự thay đổi nhân sự quá nhanh khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính trường Ba Đình còn trao đảo đến đâu nữa? Và đây là hình một kỳ họp quốc hội. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với năm quốc gia phương Tây như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Pháp, trong thời gian chưa đầy 2 năm thì việc duy trì ổn định chính trị và định hướng phát triển là tối quan trọng. Tuy nhiên, sự trao đảo trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam lại là dấu hiệu của một tình trạng bất ổn ngầm trước áp lực quốc tế ngày càng lớn điểm thứ nhất bất ổn nội bộ đảng cộng sản việt nam và áp lực quốc tế việc thay đổi liên tục các chức danh lãnh đạo cao nhất tại việt nam đặc biệt là chức chủ tịch nước thể hiện rõ một thực tế nội bộ đảng cộng sản đang gặp khó khăn trong việc giữ vững sự đồng thuận và ổn định quyền lực từ chiến dịch chống tham nhũng của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng cho đến sự phân chia quyền lực giữa các nhóm lợi ích hệ thống lãnh đạo việt nam đang phải điều chỉnh trước sức ép nội bộ lẫn bên ngoài tuy nhiên chính những động thái nhằm chuyển trọng tâm sang hợp tác với phương tây gần đây lại tạo ra áp lực lớn hơn lên nội bộ đảng khi các phe phái quyền lực có những toàn tính riêng trong việc lựa chọn hướng đi cho đất nước. Sự bất đồng nội bộ này là một trong những lý do khiến tình hình chính trị ở ba đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. và đây là hình chủ tịch nước tô lâm tuyên thệ nhậm chức. điểm thứ hai ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, sự thay đổi quá nhanh trong bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là ở vị trí biểu tượng như chủ tịch nước, có thể gây ra những nghi ngại về sự ổn định dài hạn của Việt Nam. Bởi niềm tin vào sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt để đảm bảo dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào. Nếu sự thay đổi này không được công khai và minh bạch sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại. Những biến động gần đây có thể làm tổn hại đến hình ảnh đất nước nếu chính quyền không kịp thời đưa ra các biện pháp rõ ràng nhằm trấn an dư luận và các đối tác quốc tế. Đối với các nhà đầu tư phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác chiến lược toàn diện, sự ổn định chính trị sẽ là yếu tố quyết định cho sự tiếp tục phát triển quan hệ thương mại và đầu tư. Điểm thứ ba, cần cải cách chính trị mạnh mẽ để duy trì phát triển và tránh sự lũng đoạn của Trung Quốc. Nhìn xa hơn, Việt Nam cần tiến hành các cải cách chính trị một cách mạnh mẽ để duy trì sự phát triển kinh tế và tránh rơi vào thế bị động trước sự can thiệp từ Trung Quốc nếu không có những cải cách cần thiết, khoảng trống quyền lực hoặc sự thiếu minh bạch trong việc điều hành đất nước có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc lũng đoạn kinh tế và chính trị Việt Nam. Và đây là hình một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Trung Quốc luôn là một đối tác có sức ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam và họ sẵn sàng tận dụng bất cứ điểm yếu nào trong hệ thống chính trị của Việt Nam để gia tăng sự kiểm soát. Do đó, việc duy trì sự ổn định phải đi đôi với cải cách thể chế nhằm tăng cường sức đề kháng trước mọi sự lũng đoạn từ bên ngoài. Điểm thứ tư, cải cách là tất yếu. Việc ông Tô Lâm có thể sẽ rời khỏi ghế chủ tịch nước là một dấu hiệu của những xung đột quyền lực đang diễn ra trong nội bộ đảng. Nhưng trên hết, Việt Nam cần nhìn nhận rằng, để duy trì vị thế trên trường quốc tế và đảm bảo sự phát triển bền vững, cải cách chính trị và dân chủ hóa là không thể tránh khỏi. Các nhà đầu tư quốc tế và chính phủ các nước phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam nếu họ thấy rõ một chiến lược phát triển ổn định và minh bạch. Thay đổi lãnh đạo không phải là vấn đề cốt lõi. Điều quan trọng hơn là việc Hà Nội cần đưa ra những quyết sách phù hợp để vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế, vừa tránh rơi vào bẫy quyền lực mà các thế lực ngoại bang, đặc biệt là Trung Quốc, đang nhắm đến. Chính sự cải cách chính trị và dân chủ hóa sẽ tạo nên sức mạnh nội tại cho Việt Nam để chống lại mọi sự can thiệp và bảo vệ lợi ích quốc gia trong dài hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu chính trường Ba Đình còn trao đảo đến đâu nữa? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khủng hoảng điện trầm trọng ở Cuba. Ngày 20 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay Cuba y ạch khởi động lại nguồn điện sau vụ sập lưới điện thứ hai. VOA cho biết chính phủ Cuba ngày thứ Bảy ngày 19 tháng 10 nói rằng họ đã đạt được một số tiến bộ trong việc dần dần khôi phục dịch vụ điện trên khắp hòn đảo này, bao gồm điện tới các bệnh viện và một số khu vực của thủ đô Hanava. Sau khi truyền thông nhà nước trước đó đưa tin, lưới điện quốc gia bị sập lần thứ hai trong 24 giờ. Tuy nhiên, theo VOA, hầu hết trong số 10 triệu dân Cuba vẫn không có điện vào chiều ngày 19 tháng 10. Đèn giao thông tắt tại các giao lộ khắp Harava và hầu hết hoạt động thương mại đều bị đình trệ. Người dân Cuba xếp hàng dài tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh để mua bánh mì và nhu yếu phẩm khác. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn lời quan chức điện lực hàng đầu của đất nước, ông Guara cho biết, đơn vị điều hành lưới điện UNE đang nỗ lực tăng đủ công suất trong hệ thống để khởi động một số nhà máy điện và khôi phục điện cho các khu vực rộng lớn hơn của đất nước. Tôi không thể bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành việc liên kết hệ thống trong ngày hôm nay, nhưng chúng tôi ước tính rằng hôm nay sẽ có những tiến bộ quan trọng, ông nói trên một bản tin truyền hình. VOA dẫn kênh truyền thông nhà nước Cuba Debat cho biết trên mạng xã hội vào sáng ngày thứ Bảy rằng UNI báo cáo một vụ sập lưới điện nữa Ông Yuara không trực tiếp xác nhận vụ sập hoàn toàn lưới điện lần thứ hai, mà thay vào đó đã nhắc đến trở ngại nhỏ hơn, cục bộ hơn, gây nên sự khó hiểu về chuyện gì đã xảy ra. VOA cũng cho biết lưới điện của Cuba lần đầu tiên bị sập vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 10, sau khi một trong những nhà máy điện lớn nhất của hòn đảo này đóng cửa. Ngay cả trước khi lưới điện bị sập, tình trạng thiếu điện trong ngày thứ Sáu đã buộc chính phủ do đảng Cộng sản điều hành phải cho công chức nhà nước không cần thiết về nhà và đóng cửa trường học nhằm tìm cách tiết kiệm nhiên liệu để phát điện. Theo VOA, chính phủ Cuba nói tình trạng mất điện trầm trọng kéo dài nhiều tuần, thường kéo dài từ 10 đến 20 tiếng mỗi ngày trên phần lớn hòn đảo là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nhiên liệu và nhu cầu gia tăng. Và đây là hình một cuộc biểu tình chống chính phủ của người dân Cuba do tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực. Các quan chức nói gió mạnh bắt đầu từ cơn bão Milton vào tuần trước cũng gây khó khăn cho Cuba trong việc đưa nhiên liệu khan hiếm từ các tàu thuyền ngoài khơi để cung cấp cho các nhà máy điện của nước này. Vẫn theo VOA, Cuba đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại của Mỹ, cũng như các chế tài dưới thời cựu tổng thống Donald Trump vì những khó khăn liên tục trong việc mua nhiên liệu và phụ tùng để vận hành và bảo trì các nhà máy vận hành bằng dầu của mình. Các quan chức Cuba nói, ngay cả khi vụ sập lưới điện được giải quyết, cuộc khủng hoảng điện vẫn sẽ tiếp tục. VOA cho biết thêm, Cuba sản xuất rất ít dầu thô và nhiên liệu cung cấp cho hàng đảo này đã giảm đáng kể trong năm nay. Do Venezuela, Nga và Mexico từng là những nước cung cấp quan trọng giảm xuất khẩu sang Cuba. Được biết, kể từ đại dịch COVID-19, giá nhiên liệu tăng đến 500% đã gây rắc rối cho Cuba khi phần lớn điện của nước này được tạo ra từ các nhà máy điện đốt dầu. Mặt khác, nền kinh tế Cuba dựa vào nhập khẩu thực phẩm với khoảng 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nhưng do sức mua của đồng peso Cuba yếu nên họ gần như mua toàn bộ hàng nhập khẩu bằng dự trữ ngoại tệ. Những khoản dự trữ ngoại tệ này cũng là khoản được sử dụng để mua nhiên liệu, đồng thời cùng với lạm phát khiến GDP giảm 18,5%, nên Cuba chỉ còn lại rất ít ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa, kể cả nhiên liệu và lương thực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khủng hoảng điện trầm trọng ở Cuba xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.